Xin chào các bác, hôm nay em xin gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái bình rượu. Và đây là một trong những cái bình mà em được hữu duyên. Nó vừa công lê mà nó vừa to hơn so với các dòng cùng loại. Và nói về kiểu dáng thì nó phải nói là đây là một trong những cái bình trà đẹp. Bởi vì là các bác cứ xem trong những cái cổ phim cổ trang của Trung Hoa thì những cái bình rượu mà người ta làm nó rất là dài. Thì thay vì những cái nhạo rượu mà em trao duyên cho các bác ở trong những cái clip trước mà em có giới thiệu thì thường thường nó chỉ ngắn thôi, nó ngắn tầm tới đây thôi đó, hoặc là nó nhỏ hơn, nó có nghĩa là nó cân xứng với cái bình rượu. Thì những cái bình rượu trước thì em có giới thiệu thì nó nhỏ mà nó có nghĩa là cái men bóng bên ngoài nó cũng không đạt bằng cái men ấm này, và cái vòi của nó cũng không có dài mà nó không có nhỏ mà thon đẹp như cái bình rượu Sơn Thủy ngày hôm nay mà em trao duyên đó. Và những cái cổ vật mà em muốn gửi gắm, muốn trao duyên cho tất cả các bác đó, thì đây là một trong những cái đây là cái bình rượu. Nó có thể là nó dành cho những người khó tính nhất, bởi vì là những nó chỉ có nó tình trạng nó chỉ có lành 99%, thì duy chỉ là ở cái nắp ở dưới nó bị vẫy cái lớp men ở dưới như thế này thôi đó, và ở phía trên không bị sao cả, và nó rất là hoàn hảo. Đấy, phía trên còn nguyên zin như thế này thì chúng ta có thể đậy nắp lại như thế này thì có nghĩa là không thấy được cái vết vẩy ở dưới đây. Đấy, đó có nghĩa là nếu mà nhìn cận cảnh thì chỉ thấy một đốm như thế này thôi đó, bởi vì nó nằm ở phía mép dưới đó. Thì cái nắp này, nắp ở trên cũng là nắp Sơn Thủy này đó, và em xin quay cho các bác xem này. Về cái đây này, món món bình dân nó chỉ vài triệu thôi đó. Thì cái đây là cái tích mà gọi là tích Sơn Thủy, hai mặt đều vẽ tích Sơn Thủy. Đây là người này, vẽ nhà này, vẽ đơn giản thôi nhưng mà nó vẽ rất là chi tiết đó. Với giá vài triệu đồng thì nó phù hợp với cái giá trị mà của những người đam mê, của những người bình dân sở hữu những cổ vật đẹp. Đấy, và đây là cái chôn này. Đấy, cái chôn đồ cổ thì nó phải mượt mà như thế này, và cái chôn của đồ tàu á thì nó tròn mà nó có hình bầu dục. Nó so nó khác hẳn so với những cái dòng cái kiểu của chúng ta. Và hơn thế nữa, trong những cái clip mà em có giới thiệu thì có những cái bình rượu hoặc là cái nhạo rượu thì nó cái chôn của nó thì nó hơi thô hơn hoặc là nó hơi dày hơn chút xíu, nhưng mà riêng những cái dòng đẹp men bóng khỏe như thế này á thì cái chôn các bác thấy này. Đấy, chôn rất là mảnh luôn, rất là mỏng. Đó, người xưa mà người ta giữ đến nay thì phải nói là rất là ít gặp luôn. Thật sự rất là ít gặp. Để mà sở hữu được một cái bình mà dáng đẹp như thế này thì chúng ta phải nói là được sở hữu những cổ vật đẹp mà dành cho những người khó tính nhất, thích lành, sâu tuổi thích lành đó. Và hơn thế nữa, tất cả những cổ vật em trao duyên về đều bảo hành chuẩn cổ đến trọn đời cho tất cả các bác như thế này. Và từng hiện vật các khi mà các bác sở hữu bên em, các bác được rất nhiều ưu đãi về thuận lợi khi mà các bác được trao duyên, được từ em trao duyên những món đồ cổ. Thì vừa bảo hành chuẩn cổ suốt đời, vừa bảo hành quay về
hoàn đủ vốn trong hết 3 năm. Các bác cứ an tâm sưu tầm. Nếu trong thời gian 3 năm các bác có thể trao duyên đi cho những người khác, cho những anh em người ta đồng đam mê, lợi nhuận các bác hưởng. Và nếu trong hết 3 năm các bác có thể được giữ mãi mãi cho con cháu hậu thế mai sau, thì nó là một cái tài sản vô giá. Và nếu mà không có sưu tầm ở đâu hoặc là muốn hoàn về cho em xin gửi lại đủ số tiền vốn các bác đã sưu tầm, đã sở hữu những cổ vật chính quy ở nơi em. Thì có nghĩa là các bác bỏ ra số tiền nó luôn luôn đúng đắn, luôn luôn hợp lý. Bởi vì chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta đầu tư về một cái mảng gì thì nó không tránh khỏi thất bại. Thì đến với em, các bác sẽ không sợ thất bại mà không sợ phải dính đồ giả. Tất cả đều được bảo hành, tất cả đều được bảo hành quay về. Đó, thì đó là những cái lợi nhuận mà chính bản thân em trao duyên bằng cái tâm, bằng cái đạo đức của nghề nghiệp, mà không một nơi nào mà làm được cái việc này. Tất cả những nơi khác mà người ta không có tâm á, người ta luôn luôn mong muốn chiếm đoạt, người ta luôn luôn gài bẫy những nhà sưu tầm để mà họ chiếm lấy những cái cổ vật bằng những cái món đồ giả, bằng những bán thành giá đồ thật để mà nhằm chiếm đoạt cái số tiền của những nhà sưu tầm có tâm. Đấy, thì đến với tất cả các bác đến với bên em thì các bác luôn luôn được ưu đãi, được những cái chế độ mà không một nơi đâu mà dám bảo hành quay về. Khi mà các bác ra một cái nơi mà điện máy dù cho có uy tín đi chăng nữa, họ chỉ bảo hành 12 tháng. Nếu như mà món nào thì có lâu lắm thì 2-4 tháng, hoặc là như một cái điện thoại di động đi, mình mua thì người ta chỉ bảo hành 12 tháng hoặc 2-4 tháng vân vân. Nhưng đối với em thì nó không tính bằng tháng, nhưng mà nó tính luôn bằng năm, bằng nhiều năm. Thì rất các bác có muốn quay về thì này nọ kia luôn luôn. Đấy, thì tình trạng em luôn mưu tả kỹ. Đấy, mà nếu như mà các bác sở hữu một cái điện máy, một cái vật dụng bằng một cái công nghệ đi, một cái món đồ công nghệ hiện đại đi dân máy nữa, thì các bác dù cho có bán lại cho họ thì các bác luôn bị trừ 20%, 40%, 50%, và càng lâu sẽ càng bị trừ nhiều. Và riêng với em có một cái chế tài mà không một nơi đâu mà dám làm những việc này. Khi mà qua những cổ vật các bác được bảo hành hết 3 năm, các bác được trao trả lại đủ số tiền vốn, và qua năm thứ tư em sẽ cộng cho các bác 5% trong tổng giá trị món đồ mà em đã trao duyên. Thì các bác càng để lâu thì càng được cộng thêm nhiều nhiều tiền vào, do chính bản thân em mua lại những món cổ vật như vậy. Đấy, thì bởi vì trên thị trường Việt Nam, lượng cổ vật hiện nay nó đã nằm trong những nhà có tầm, những nhà sưu tầm lớn. Và tất cả những người mà khi mà chúng ta đạt được cái thành tựu trong cuộc sống hiện nay thì tất cả đều quay về những cái cổ vật. Phần lớn tất cả đều quay về những cái giá trị về vật chất mà nó luôn luôn đem lại về cái niềm đam mê về tinh thần. Đấy, mà không chỉ riêng ở Việt Nam chúng ta sở hữu những cổ vật quý đâu, tất cả mọi nơi trên thế giới, khi mà họ đã đạt được một cái tầm vóc nhất định trong xã hội rồi và có tài chính tốt từ ở mức trung bình đổ lên, thì họ luôn luôn quay về bảo tồn những cái món cổ vật như vậy để thứ nhất họ được trao duyên, thứ hai là được ngắm nuôi dưỡng cái niềm đam mê về tinh thần, làm cho tinh thần nó sảng khoái. Mà khi chúng ta sở hữu được những cổ vật quý giá trị và họ trao duyên cho những người cấp bậc cao hơn thì cái lợi nhuận nó luôn luôn tăng trưởng, là cái thứ nhất. Và cái thứ ba nữa đó là họ luôn luôn dùng những cái tài chính để mà sở hữu những cổ vật này, để mà
đảm bảo được cái tài chính, có nghĩa là bảo tồn được cái dòng tiền của họ nó không bị thất thoát và không bị những cái phù phiếm xa hoa nó làm cho thất thoát đi những cái dòng tiền mà họ làm ra. Đấy, thì những người sưu tầm, những người sở hữu cổ vật mà do chính bản thân em trao duyên thì luôn luôn là những người có suy nghĩ đúng đắn và có suy nghĩ tốt, bởi vì là họ thật sự có duyên để mà sở hữu những cổ vật đẹp, chính quy mà hoàn hảo như thế này. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu, có đam mê cổ vật thì cứ liên hệ kết nối Zalo với em xin gửi gắm đến những hiện vật chính quy và hoàn hảo cho các bác sở hữu. Và trong cổ vật thì nó luôn luôn mang lại một cái lợi nhuận lớn, đó là nếu như mà chúng ta có một cái mối quan hệ càng lớn chừng nào, càng rộng chừng nào thì cái lợi nhuận nó sẽ tăng trưởng càng lớn như vậy. Bởi vì em là người có kiến thức nhưng mà mối quan hệ của em lại không bằng những người khách hàng trong 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 cái xã hội hiện nay, thì chính vì thế em luôn luôn lấy cái ngày công làm đầu. Đấy, thì những món đồ em trao duyên thì lợi nhuận em chỉ ít trăm thì em trao duyên. Đấy, thì nếu như mà các bác mà sở hữu những cổ vật như thế này, mà nếu như mà chúng ta có mối quan hệ tốt thì nó lợi nhuận nó luôn tăng trưởng rất là hiệu quả, rất là tốt. Và tất cả đều bảo hành trưởng cổ suốt đời. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ kết nối Zalo với em luôn hỗ trợ cho tất cả những ai muốn sưu tầm những cổ vật đẹp và giá trị và đúng tuổi, đúng niên đại để cho các bác an tâm mình sưu tầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.